Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ á, là hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Hai bên cùng giới thiệu lớn lên cho đối phương cùng nghe. Bắt đầu. Em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Xin chào quý vị khán giả đang xem tại phim trường. Và chào bạn gái bên kia. Em tên là Trương Thơ Anh. Hiện tại năm nay là 26 tuổi. Sống và làm việc ở quê. Quê đâu? Quê ở Long An. Làm gì? Là nghề buôn bán. Buôn bán gì? Buôn bán gà, vịt. À, bán gà bán vịt thôi hả? Dạ. 11 chú anh Quyền Linh nhớ về quê em ủng hộ nhé. Quyền nào? Quyền Đức Huệ, tỉnh Long An. Đức Huệ ha, đi tỉnh lộ 50, tỉnh lộ 10 đúng không? Dạ đúng rồi. À. Ủa, trước khi em làm buôn bán á, thì là em có làm cái nghề gì không? Dạ lúc trước thì em đi học bên ngành cơ khí bên cao đẳng. Rồi em có làm không? Có đi ra trường có làm không? Dạ ra trường em làm được một tháng rồi về. Lý do là về ba mẹ hơi bệnh xíu nên là không có ai nhà về thôi em về. Nó làm đúng nghề, học cơ khí ra bán gà bán vịt. Ủa tức là nhà ba mẹ nuôi gà vịt rồi sẵn về làm kinh doanh luôn hay sao? Không, em về em phụ chị nè, là phụ buôn bán. Bán vịt gà vịt là quay hay là gà vịt bán ký hay sao? Bán ký. Tức là mình thu mua về mình bán đúng không? Dạ, em như là em đi lấy hàng xong về em bán cho phân phối cho tất cả. À, phân phối tất cả luôn đúng không? Dạ. Còn em giới thiệu nè. Dạ. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Bậu Trân, em 23 tuổi, hiện là nhân viên bán hàng, em đến từ Mỹ Tho, Tiền Giang. Em bán gì? Dạ, em bán thời trang nam á anh Quyền Linh. Thời trang nam ha? Dạ. Thời trang nam. Rồi hai người cùng đều là buôn bán hết. Nói chung hai người buôn bán chắc cũng lành lắm nè ha. Lành lắm à. Mình bên đàn gái cho đàn trai biết chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi. Đúng rồi, ưu điểm khuyết điểm. Dạ. Ưu điểm của em là vui vẻ hay cười. Em tôn trọng về lễ phép với người lớn nữa. Em cũng khéo tay. Còn khuyết điểm thì em hơi bị vụng về á. Em cầm cái gì em cũng hay bị rớt á. Vậy hả? Em hay suy nghĩ sâu xa chị. Giống như là chuyện đó nó chưa đến mà em đã tính trước rồi. Rồi cái mình đặt hy vọng quá cái chuyện đó rồi xong rồi mình bị thất vọng. Bị thất vọng dạ. Đúng không? Rồi anh trai, dạ. Em có ưu điểm khuyết điểm gì? Em chỉ khuyết điểm em trước đi. Khuyết điểm thì em thì nó hơi quên thiếu. Tại hơi quên. Dạ. Với nhà cửa thì như cũng hơi bề bồn bề. Gì? Nhà cửa hơi bề bộn. Không, bề bộn thiếu. Bồn bề hả? Bề bộn. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em thì có một mối tình mà mối tình đó là chỉ mối tình đơn phương thôi, yêu xa. Ủa đơn phương tức là mình nhìn người ta xa, mình nhớ người ta hay sao? Không, nhìn vô tự nhiên con tim mình nó sẽ mở cửa ra đập phịch vậy. Nó mở ra nó đập luôn hả? Dạ, nó mở đập nứt nực luôn. Trời dữ vậy thôi. Dạ. Rồi sao không nói cho người ta biết? Sau một thời gian như một năm, tới năm thứ hai thì kiểu mà chịu hết nổi rồi. Là tim sẽ vỡ thì nói ra thì cuối cùng thì em vẫn làm ngơ vậy thôi. Làm cái cửa tim nó đóng lại luôn. Không, vẫn theo. Cuối cùng là thời gian đi học bên em đi học với Sài Gòn nè. Và bạn đó cũng đi học bên Sài Gòn mà bên Quân Y á. Em cũng qua cũng ngày lễ ngày lộc này kia em cũng đi tặng quà tặng bon vậy đó. Có tặng quà? Dạ. Cô có lấy không? Lấy chứ, nhưng mà trong quân đội vậy có người. Dạ cứ. Dạ. Cô lấy rồi sao? Cô lấy thì cô nhận thì vẫn nói chuyện bình thường qua lại chứ không xem là gọi là tình yêu. Có nắm tay cổ lần nào không? Không. Chưa nắm tay, có một mối tình đơn phương đó thôi mà chưa nắm tay luôn. Dạ. Như vậy là đồng nghĩa với việc là chưa hôn ai bao giờ. Dạ. Đồng nghĩa với việc là em còn trinh nguyên. Chắc vậy rồi. Trinh nguyên luôn. Đó, còn em thì sao, tình trường của mình như thế nào? Dạ, em có quen một bạn thì mối tình được 2 năm á chị. Bạn đó thì cũng rất tốt với em nhưng mà nhiều khi giấu giếm em rồi không có nói thật cho em biết. Em thấy vậy hoài rồi cái cảm như lòng tin của mình bị mất đi á. Rồi cái thôi em dừng tình cảm lại. Em là người chủ động. Dạ. Em tưởng tượng bạn gái bên đây thì sao? Nghe giọng miền Tây là em thích rồi. Nhưng dạ. Mà em tưởng tượng cổ sao, em tả thử chị coi có đúng không? Chắc cỡ đẹp thì có Hồng Vân. Dạ chị cao cỡ vậy ạ. Cao cỡ chị hả? Dạ. Cao cỡ vậy là em mệt đó. Dạ em cao 1,5 m à. Cao 1,5 m. Chị 1,67 m thôi à. Không có nhiều vậy hả? Chắc theo em nghĩ là da chắc bạn gái bên kia là chắc cũng không có trắng luôn. Chắc không có trắng không? Rồi á, rồi dạ. Sao tóc thì sao? Tóc thì chắc cũng có nhộm màu. Tóc thì trắng không? Tóc cũng có nhộm màu. Dạ. Tại rồi. Vì buôn bán mà thời trang. À, buôn bán thời trang thì mình chắc nhộm màu. À, dạ. Em suy luận đúng không? Rồi, dạ. Có duyên không? Thì chắc có duyên mới buôn bán được. Đó, dạ. Hay, công nhận bạn này suy luận hay quá. Có nghĩa là em chỉ trật có một cái thôi, da trắng bóc à? Hả? Còn em da sao? Trắng, tóc trắng luôn á, nhiều khi người ta nhìn dạ, trắng hết trơn. Dạ, chắc em nghĩ anh bên đó chắc da ngâm. Dạ, trời, trắng tươi hơn. Dạ. Da ngâm sao nữa? Người chắc cũng vừa, không to lắm mà cũng không gầy lắm. Đẹp trai không? Chắc dễ nhìn. Bây giờ á, em muốn một người đàn ông như thế nào? Dạ. Theo mẫu hình lý tưởng của em á. Theo mẫu hình của em giống như anh Quyền Linh vậy đó. Người đàn ông của gia đình đó. Đó, tôi đề nghị mai mốt tôi bỏ cái ông này đi. Mai mối kiểu gì mà người ta toàn thích vậy, cái người bên kia ta chạnh lòng. Thích là giống như cái tính tình vậy đó, đó. Tính tình yêu thương gia đình nha, dạ. Nhớ nha, này được mà. Này rất yêu thương gia đình. Có hiếu nè ha à. Anh thấy được đó. Không, bây giờ vậy mình chắc mình phải hỏi gia đình đi. Đúng rồi. Bạn đi với ai? Dạ em đi với mẹ với chị, hai người chị với một anh. Rồi, chào dạ, cô. Chào cô. Dạ, con chào cô. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em là chị của Châu Thanh. Hôm nay em đến chương trình này là cũng mong là cho em mình tìm được một người bạn. Nãy giờ em để ý người em gái này rất là dễ thương, rất quá là cưng luôn. Quá đẹp, quá dễ thương luôn. Thích chị cảm thấy thích sợ. Bấm nút đi cưng ơi. Còn em đi với ai ạ? Dạ, em đi với mẹ của em. Hôm nay có gia đình hai bên luôn nè. Chị chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, khán giả trong trường quay. Chị là mẹ của cháu Trân. Theo nhận xét của chị thì chị thấy cháu trai bên đây cũng hiền, dễ thương, biết lo buôn bán. Lên đây thì lên chương trình này là cũng là một cái duyên. Nên mẹ cũng mong con, mong hai cha, hai con là cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và tiến xa hơn nữa. Cảm ơn chị. Vậy gia đình hai bên ủng hộ rồi đó. Rồi, thôi bây giờ mở màn ra, đi hát bài gì không? Cậu Vòng Lương không? Cậu Vòng Khuyết đi. Mở rào. Đưa là hát liền nha. Ba, hai, một, bắt đầu. Ai đã yêu một lần vì tình yêu ai... Thôi anh hát vậy là cũng nghe cái giọng anh được rồi. Xin anh gửi tặng cho em một bữa ông. Cho anh một cái luôn. Cho anh một cái luôn. Trời ơi trời ơi. Trời ơi, ông vượt rào vậy đó hả ông? Dạ. Em cũng có món quà tặng anh đó. Rồi, anh ôm cái nữa. Có quà là ôm liền. Ôm cái nữa, đúng rồi. Thôi cho anh ôm cái nữa. Trời ơi, áo mặc thử đi. Ướm thử coi sao. Ướm thử. Mặc có vừa không? Ôi đẹp ghê luôn á. Mặc vô đi, khác liền luôn, mặc vô đi. Rồi rồi, cắt vô để mất. Cắt vô để mất. Ai đây lấy của ông rồi mất. Trò chuyện đi. Lộn. Đó. Nãy em giới thiệu anh cũng nghe không có rõ tên em có thể với lại thiệu tên em lại cho anh được. Dạ em tên là Bậu Trân á anh. Bậu Trân. Bậu Trân hả? Thích Bậu Trân, thích Bậu Trân. Em đẹp không biết nói gì luôn. Em đẹp quá là rối liền đấy. Dạ, rồi đẹp. Anh vậy để em hỏi cho. Em hỏi trước đi. Anh nói là anh ở Long An hả? Đức Hòa. Ừ, anh ở Long An, Đức Huệ. Đức Huệ. Dạ. Rồi em bán với đồ vậy là lâu chưa? Em làm ở đây cũng được mấy tháng á anh. Tại vì công việc mới. Dạ. Lúc trước em lúc trước thì em làm bên công ty dài. Nếu mà mình tiến đến hôn nhân thì khoảng bao lâu thì em và anh sẽ đến với nhau kết hôn? Dạ nếu mà tìm hiểu mà thấy cảm thấy hợp nhau thì em cũng muốn trong thời gian ngắn anh. Vậy thì trong thời gian nếu mà mình hẹn hò với nhau thì khoảng như một tuần hay là một tháng anh lên thì em muốn chọn cái nào? Tại vì em nghĩ là Long An xuống Mỹ Tho chắc mất bao lâu thời gian á? Chắc cỡ 4 tiếng. Đi đâu dữ vậy? Tại vì đâu biết đường đâu. Trời đất ơi. Em thì muốn tìm người bạn trai cũng ở gần chỗ em á. Để nhiều khi những lúc mà rảnh rỗi hay là em muốn gặp thì cũng nó cũng dễ hơn. Thì em chơi anh cũng làm, thì em cũng làm, cái thời gian rảnh thì chắc cỡ nửa tháng mình gặp nhau lần đi. Vậy được rồi. Được chưa? Dạ bấm được rồi anh. Dạ bấm được rồi anh. Mặc áo thử coi đẹp không rồi bấm. Còn cái áo đâu nữa bấm. Đây. Không còn. Áo đâu? Thôi, có em rồi khỏi cần áo. Cũng thông minh lắm. Bây giờ nè, anh hỏi thật nha. Dạ. Nãy giờ mình nói chuyện vui, bây giờ mình nhìn kỹ lại cô gái này, có phải cảm giác có phải một nửa thương của mình hay không? Mình có cảm giác rung động gì hay không? Mình nói cho cô ấy biết đi. Dạ, em nhìn anh có rung động chưa? Đang hỏi em đó. Hỏi à? Luôn rung động rồi. Rung động từ phút giây ban đầu một nụ cười của em đó. Cửa lòng. Cái cửa trái tim nó có mở ra chưa? Nãy giờ chưa vô là mở trước rồi. Em, bạn nữ, bạn nói về cái cảm nhận của bạn đi. Dạ, thì em thấy anh á thì cũng hiền, dễ thương nữa, với lại thật thà nữa. Nhưng mà em thì cũng là không có rung động nhiều. Nhưng mà em cũng muốn á là mình cũng tạo cho nhau cái mối quan hệ á anh. Ví dụ như mình làm bạn bè rồi, nếu mà được thì mình tiến tới nữa. Dạ, rồi cảm ơn em. Hết thời gian mà để tay nút bấm đi. Theo thông lệ của bạn Nguyễn Hẹn Hò, bấm nút là chúng ta cho cơ hội để yêu nhau, để hẹn hò với nhau. Và bấm nút xong chắc chắn sẽ có nụ hôn đầu tiên. Vậy thì hãy kiểm tra kỹ lại xem nụ hôn ấy có được đặt trong ngày hôm nay không. 30 giây suy nghĩ và quyết định. Bắt đầu. 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Cảm ơn anh đã đến với chương trình nha. Không có gì. Dạ. Bạn gái cũng là một cô gái rất là thông minh, rất là năng động đấy. Cũng có thể là bạn với nhau. Có lẽ thế này nè, có thể vui, có thể thoải mái, nhưng có những lúc quan trọng á là chúng ta phải thật sự là nghiêm túc. Anh nghĩ rằng bạn gái cũng rất là tin khi nhìn nhận điều đó, đúng không em? Chắc có lẽ hai đứa có duyên mà không có phận thôi. Chúc hai đứa sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay, nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm trọn gói: nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Bạn nhỏ của mọi nhà, mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty cổ phần Thiên Phú Yakio. Nhãn hàng Finderly, cà phê hòa tan mang đi, mang lại sự tỉnh táo, đánh tan cơn buồn ngủ. Hân hạnh tài trợ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, combo quà tặng 3 vị cà phê cho những trải nghiệm thú vị. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống Max Hair, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Max Hair dùng tốt cho cả nam và nữ. Còn đây là sản phẩm dành riêng cho bạn nữ, phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúc hai đứa sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Trời ơi, 23 tuổi còn trẻ lắm bé ơi. Mời nhà trai. Thôi, chào anh trai. Dạ em chào anh. Ngồi đi em. Rồi mời cô gái. Bây giờ thì đàn trai, nhà gái đã có mặt trên sân khấu rồi. Mời em trai. Dạ em xin chào quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Nguyễn Phương Anh. Em sinh năm 1990. Hiện em đang làm việc tại chuỗi salon tóc nam với vị trí là quản lý cửa hàng. Dạ quê em thì ở Cần Thơ, em đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ luôn. Rồi còn em sao cưng? Dạ em tên là Nguyễn Hữu Mai Trang, năm nay 31 tuổi, quê ở Kiên Giang và hiện tại là đang làm việc ở Phú Quốc. Em làm sales manager cho một cái resort ở Phú Quốc ạ. Trời ơi, cái cô gái này nhìn cổ nhỏ so với tuổi quá nhiều luôn á. Dạ. Thực sự Vân tưởng cổ có 22, 23 thôi. Ai vậy cô nói tuổi Vân hết hồn luôn. Bên đây lúc đầu nhìn đâu tưởng 18 á. Em nói cái điểm mạnh của em và cái điểm yếu của em cho chị nghe coi. Dạ, điểm mạnh của em là biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Nên anh có thể thông cảm được với đối phương. Còn nhược điểm thì thỉnh thoảng thì em cũng hơi nóng tính và bướng bỉnh. Em ăn nhiều. Ăn nhiều thì em lo được, tại em biết nấu ăn. Hay quá. Em nấu ăn ngon lắm. Nấu ăn ngon lắm nha. Rồi ưu điểm còn gì nữa Phương Anh? Dạ, ưu điểm của em thì nói chung là cái gì cũng biết. Biết hát, biết làm thơ, biết rap, biết nhạc. Dữ gì đó hả? Bây giờ đọc rap cho nó vui cái 2, 3. Trái tim anh chỉ có một và nó chỉ dành cho em. Tình yêu anh chỉ có một và nó cũng dành cho em. Em không cần phải lo lắng hay phải suy nghĩ gì thêm, bởi vì anh luôn bên cạnh dù bất kể là ngày hay đêm. Hứa không làm em buồn nè, hứa sẽ làm em vui. Hứa không làm em khóc nè, hứa bên em suốt đời. Không biết là những bông hồng có đang ganh tị với em không, bởi vì tất cả lời anh nói nó xuất phát từ tấm lòng. I love you, you can love me. Bước đến nắm lấy tay anh và anh sẽ dắt cho em đi đến những thiên đường xa xôi, nơi mà chỉ có hai ta. Và cũng chính ở nơi đó, đối với anh em là tất cả. Anh biết anh không được đẹp, anh không được như người ta. Anh cũng không có nhiều tiền, cũng không phải là đại gia. Nhưng mà chắc chắn anh hứa mua cho em thật nhiều quà nếu như em gật đầu đồng ý. Hai đứa mình sống chung một nhà. Dạ hết. Cưng quá, cưng rồi. Đó là cái ưu điểm của em đúng không? Dạ đúng. Còn rồi, khuyết điểm có gì không Phương Anh? Dạ, khuyết điểm thì nó cũng giống vậy luôn, cái gì em cũng biết. Có nghĩa là em biết hút thuốc, biết uống bia. Không, cái này nó chỉ là cái quá khứ thôi. Cách đây cũng chắc cũng khoảng tầm 6 năm. Vậy đó hả? Dạ đúng rồi, lúc em khoảng tầm 23, 24 tuổi á. Thì hiện tại là có thể nói là em hoàn thiện khoảng 90%. 90% rồi, thay đổi hết rồi. Dạ. Bà mối làm gì ngơ ngác gì, thay đổi hết rồi. Chào chị. Chào cưng. Dạ. Tôi nghe vừa ăn chơi tứ đổ tường tôi phải coi. 23 tuổi. Chơi mấy năm nè? Dạ em chơi khoảng tầm 3 năm á chị. Cái thời gian mà mình khoảng mình ăn chơi á, xong rồi cái mình bị mắc nợ rồi này kia. Rồi làm ăn thì đi xuống á. Thì ba với mẹ thì cũng chịu khó trả nợ cho em các kiểu. Trả hết nợ chưa? Dạ rồi, hiện tại thì trả hết rồi. Từ sau đó em mới rút ra bài học cho mình đó. Là không có ai mà ngoài ba mẹ mình. Đúng rồi tôi. Thì từ cái việc đó bắt đầu em tu chí trở lại. Dạ, em đi làm lại bắt đầu từ cái con số 0. Dạ. Giờ làm có tích cóp dư được chút nào không? Dạ, vừa đủ để lấy vợ. Rồi em đẹp trai như vậy chắc là em nhiều bồ lắm hả? Dạ, thực sự thì nói chung là cái đó cũng chính là cái lý do mà em ế. Tức là vì đẹp trai mà ế. Dạ đúng rồi. Ế rồi mới lên đây để đi tìm mấy mối tình. Em có 2 mối tình. Bây giờ cái người con gái mà em tiến tới đây nữa nè, em mong người con gái đó sẽ như thế nào? Em thì cái đòi hỏi của em nó không có cao. Em chỉ muốn là bạn đó có thể là vừa lòng với ba mẹ em được rồi. Chị đặt ra 2 giả thuyết. Ví dụ cái người con gái này á là ba mẹ em rất là đồng ý luôn. Dạ. Nhưng mà em không có rung động. Dạ. Và ngược lại, nếu như bây giờ em cảm thấy rung động mà ba mẹ em lại không đồng ý thì em sẽ xử lý như thế nào? Trường hợp thứ nhất là em không có rung động mà ba mẹ em đồng ý thì em sẽ nhìn nhận lại vấn đề. Ví dụ như bạn này ba mẹ mình đồng ý những điểm nào thì mình cũng sẽ chiều theo ba với mẹ. Và em nghĩ đó là trong cái khoảng thời gian tìm hiểu thì cái tình yêu nó sẽ xuất phát từ cả gia đình và cả bản thân của mình nữa. Cái thứ hai thì do mọi chuyện trong nhà là chuyện tình cảm hay là chuyện công việc gì đó thì ở trong nhà em là người quyết định. Có nghĩa là cho dù ba mẹ không đồng ý người đó thì em cũng sẽ thuyết phục hết sức để mà em đến được với cái người bạn này. Dạ, đúng không? Dạ. Thôi bây giờ thì tôi xem mắt thằng gái coi làm sao. Dạ chào anh. Chào em gái dễ thương. Nãy giờ em nghe nói về cái quá khứ của mình á, em suy nghĩ thế nào? Em nghĩ thì bất cứ ai cũng có một quá khứ, nhưng mà miễn sao là hiện tại mình suy nghĩ hướng về tương lai là được. Nói chung là mình trải qua thất bại thì mình mới có thể cải thiện được bản thân mình để tiến tới thành công. Nhưng mà tình trường của em thì sao? Tình trường của em thì cũng không có nhiều. Năm 2018 thì em mới có quen một bạn chính thức đúng không? Dạ đúng rồi. Người bạn chính thức quen bao lâu? Quen khoảng tầm 1 năm thôi. Khi mà chia tay thì bạn đó là người nói chia tay và cũng không có nói rõ lý do cho em biết. Bây giờ cái hình mẫu lý tưởng của em về cái người bạn trai thì em muốn như thế nào? Em thì em muốn có quen được một bạn là cũng chững chạc để chăm sóc cho gia đình và cũng có một công ăn việc làm ổn định. Bên này đáp ứng được rồi đó. Thấy khoảng 90% rồi. Còn ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì có thể là cao bằng em hoặc cao hơn chút. Cơ thể thì khỏe mạnh. Khỏe, bên này khỏe lắm. Là bụng thì không có bự quá. đầu thì không có để tóc dài. Ví dụ giờ cái bạn này bạn đẹp trai quá, em có sợ không? Dạ sợ, dạ sợ. Tại vì đẹp trai quá là nhiều bạn thích quá là làm đó sao? Là ưu điểm và cũng là khuyết điểm của bạn. Nếu như mà bạn ấy mà đẹp hơn em thì em chắc chắn là không chấp nhận. Chắc chắn là không chấp nhận. Nè, hai con người này đứng là kế bên nhau nè. Hai người đều đẹp hết, nhưng một cái đẹp rất nam tính, một cái đẹp rất nữ tính. Làm sao mà so sánh được? Ông Linh đẹp hơn bà Dân hay là bà Dân đẹp hơn ông Linh được? Nói vậy không được, đúng rồi. Mặc dù trên thực tế thì Quyền Linh đẹp hơn Hồng Dân. Hồng Dân đẹp hơn Quyền Linh. Nói lộn. Bây giờ em đổi ý là đẹp hơn em thì em chịu, nhưng mà nếu mà cái mặt của bạn ấy trẻ hơn em thì em không chịu. À, xin lỗi, không có đâu hả? Em nhìn giống như con nít vậy đó, em đừng có lo. Trời đất ơi. Nói chung là hai người này cũng rất là bản lĩnh ngoài xã hội, thành ra anh nghĩ rằng chúng ta đủ hiểu để cảm nhận về nhau. Bây giờ mình nghe một chút góp ý của người thân đi. Đúng rồi. Hai bên gặp mặt nha. Đúng rồi. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với anh rể của em. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân và tất cả khán giả tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nãy giờ qua xem chương trình thì em thấy hai bạn này là rất là xứng đôi. Thì em cũng hy vọng, cũng như gia đình, hy vọng hai bạn này sẽ có một cơ hội tiến đến xa hơn nữa. Còn riêng về vấn đề mà Phương Anh đẹp trai quá, em cũng đừng ngại, đừng lo. Đẹp nhưng mà hiền lắm. Dạ. Nên em cứ yên tâm, tốt bụng lắm. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ, có chương trình. Em đi với ba mẹ và một người chị và hai người bạn của em. Dạ, kính chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Dạ. Chào cô. Tôi là mẹ của Mai Trang. Thì qua nãy giờ đó là quan sát cái chàng trai này thì tôi thấy là chàng trai này cũng hợp với con gái. Thì con nên cho bạn một cơ hội. Chú thấy được không chú? Sau này hai người mà kết hợp nhau rồi, chú có thể chịu nổi cái tính tình của con gái tôi không? Nó khó lắm. Dạ, cái này thì tính tình nào thì con cũng chịu được hết. Cái công việc của con nó tiếp xúc khá là nhiều người á, cho nên là con biết tính hết tất cả mọi người thì vậy sao con cũng chịu được hết. Cảm ơn chú. Cảm ơn. Ba rất là thực tế. Ủa em khó tính dữ lắm hả trời? Em thấy em đâu có khó tính gì đâu. Khó đó. Đẹp hơn tôi không chịu rồi đó. Đẹp hơn tôi không chịu rồi đó. Nói chung là hai này dễ thương. Có thể trò chuyện nhau xem hợp hay không rồi mình tiến hành bấm nút ha. Dạ. Mở rào. Bắt đầu đi Phương Anh. Dạ. Anh có món quà anh tặng em, hy vọng là em sẽ vui với món quà này. Cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà nhỏ xíu xíu tặng bạn. Dạ, anh cảm ơn em. Dạ. Mở ra cho mọi người thấy coi tặng quà có ý nghĩa gì không? Một chai nước hoa đúng không? Đúng rồi. Cái chai nước hoa đó thì anh mong là ví dụ sau này mình có hẹn hò với nhau á, thì mỗi lần khi đi với anh đó, thì em sẽ sử dụng mùi nước hoa đó. Dạ. Dạ đó anh. Món quà của em thì nhỏ thôi, nó là một cái đồng hồ cát. Em mong muốn là chúng ta sẽ sử dụng tốt cái quỹ thời gian của mình. Em thấy không, tuổi đó mà cái mặt rất là non nè, thấy không? Dạ. Không em yên tâm đi em, về cái vấn đề mà ví dụ mà anh đẹp hơn em á, không có chuyện đó đâu. Tại vì ví dụ mà đi ra ngoài á, em mà có đẹp á, anh tự làm xấu mình rồi. Bình thường thì anh có sở thích gì khi mà anh rảnh? Nếu mà rảnh mà áp lực nhiều quá thì anh hay làm thơ. À quên nữa, trong đó có một bài thơ em có thể mở ra đọc. Đúng rồi. Anh yêu em, điều đó là sự thật. Ngay từ những giây phút đầu gặp nhau, chờ đợi em đã từ biết bao lâu. Người con gái có nụ cười tỏa nắng, làm tim anh chắc đêm nay sâu lắng. Cứ nghĩ về hình bóng của người thương, làm tim anh cứ suy nghĩ vấn vương. Không biết anh có phải người em chọn, nguyện chở che bảo vệ em đến đoạn cuối con đường người đời gọi là tình yêu. Em đừng suy nghĩ chi nhiều, những lời anh nói là điều thật tâm. Mới nãy anh chia sẻ thì em có thấy là anh có yêu cầu là ba mẹ anh phải chấp nhận em thì mới được. Thì như vậy là anh có yêu cầu là khi mà về thì em phải làm dâu hay không? Tại vì anh là con một á, cho nên là chuyện làm dâu á thì chắc chắn là sẽ phải về. Như vậy là chắc chắn là anh sẽ phải ở Cần Thơ và không có đi nơi khác được. Không, anh có thể anh làm việc ở nơi khác được. Đó là lúc mà anh chưa lập gia đình á. Còn nếu mà lập gia đình rồi thì anh muốn về lại Cần Thơ. Ủa nhưng mà em là quản lý resort thôi đúng không em? Dạ không, em chỉ là quản lý kinh doanh thôi. Kinh doanh của cái resort đó đúng không? Dạ đúng rồi. Cần Thơ thiếu resort nhiều lắm luôn. Quá đơn giản. Dạ, phát triển về cái ngành, cái công việc của em. Trước đây thì em cũng có học, em học ở Đại học Cần Thơ, cũng có sống ở Cần Thơ một thời gian. Chuyện không có khó đâu. Bây giờ thế này nè, em có thể tiến gần lại nắm tay cô gái ấy và để xem cái điện của cô ấy truyền qua mình thế nào, cảm xúc về con người thế nào. Đó, mạnh dạn lên. Nào Phương Anh. cho anh xin phép nắm tay em nha. Cũng khá lâu anh không có được nắm tay phụ nữ, yeah, nên là cảm giác thì cũng khá là thích. Thôi ở đây anh xin hát tặng em một bài hát. Yeah. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn, anh sẽ ru em, cho em yên giấc ngủ ngon. Nhưng lúc cô đơn, anh vẫn giữ em trong lòng, dành trọn con tim nguyện trao đến em. Em thấy hay quá. Em cảm thấy anh rất là mát, rất là chân thành. Mới nãy giờ em thấy mắt anh nó cứ ướt. Không biết có phải là anh xúc động quá hay không? Thực sự thì cũng có một chút. Em hy vọng là em cũng sẽ có cơ hội để chia sẻ với anh những điều khiến cho anh mệt mỏi trong cuộc sống. Rồi, hết thời gian. Để tay vào nút bấm. Nãy giờ thì chúng ta đã có cuộc trò chuyện cũng khá lâu. Bây giờ các bạn có 30 giây để nhắm mắt lại, kiểm tra tất cả mọi thứ xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không, xem con tim mình có rung động với đối phương chưa. Nếu có, chúng ta đừng ngại ngùng, bấm nút kiểm tra và chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm. Chuẩn bị 1, 2 và 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Hãy nắm tay nhau và xin phép hai bác cho tụi con bắt đầu hôm nay được hẹn hò với nhau và hứa với hai bác điều gì đi. Thì trước tiên con xin cảm ơn hai bác về món quà mà hai bác đã tặng cho con ngày hôm nay. Thì con hứa là sẽ trân trọng món quà này và sẽ bảo vệ nó đến cuối con đường mà con đi. Thì con xin cảm ơn hai bác. Chưa có tặng đâu, mới gửi thôi. Yeah. Nếu như mà bên em với anh ấy tiến tới được với nhau á, thì em cũng hy vọng là gia đình mình sẽ ủng hộ. Em sẽ cố gắng để cải thiện mình cho phù hợp với gia đình. Dạ, hôn đi. Rồi, con xin phép hai bác cho con được hôn em. Rồi. Tôi còn thấy ông già dưới bấm coi ngày luôn nè. Coi tuổi đúng không bác? Thấy chưa? Ngồi bấm thôi. Coi tí sủ dần mèo thình tỉ ngon mùi thân. Coi tụi nó hợp tuổi không? Thấy chưa? Tôi để ý từng ly từng tí luôn. Nói chung là tất cả gì hai đứa hết. Rồi, chúc hai đứa sẽ sớm thông báo tin vui chúng tôi. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống Max Hair ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Max Hair dùng tốt cho cả nam và nữ. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty cổ phần Thiên Phú Yakio. Nhãn hàng Kindly, cà phê hòa tan mang đi, mang lại sự tỉnh táo, đánh tan cơn buồn ngủ. Hân hạnh tài trợ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, combo quà tặng 3 vị cà phê cho những trải nghiệm thú vị. Chương trình gửi tặng đến 2 bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Bạn Muốn Hẹn Hò, chương trình được sự tài trợ của nhãn hàng Max Hair, viên uống mọc tóc, ngăn ngừa rụng tóc. Ngày hôm nay tiếp tục chúng tôi lại làm chiếc cầu nối dương cặp đôi. Hy vọng rằng với sự kết nối chúng tôi, họ sẽ bấm nút hẹn hò và hạnh phúc sẽ đến với họ. Chúng ta sẽ bắt đầu với cặp đôi đầu tiên. Bây giờ rảnh ra của em á, thì em phụ mẹ em mua bán trái cây ở đầu chợ á. Mình mua bán mà anh. Xách cái giỏ của mẹ em hả? Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, ngồi. Rồi bây giờ giới thiệu về mình đi bạn gái. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Em tên là Trần Yến Nhi, năm nay em 30 tuổi. Em quê ở Cà Mau, hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm công việc gì? Dạ, em làm đẹp cho phụ nữ ạ. Làm gì? Làm tóc. À, làm tóc. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ, trước khi em kể về mà cái của em, anh Linh cho em kể lại một cái mẫu chuyện này cái anh Linh. Rồi, được kể không? Đi em, rồi kể đi em. Hồi sáng này nè, cái anh Linh biết làm sao không? Em đi xe, cái đến đây nè, kêu bằng cái ngồi ở tên xe mà. Cái dạng tới đây anh nói tới cái số nhà, cái số với địa chỉ. À, địa chỉ. Bắt đầu cái anh biết làm sao không? Em nói Sài Gòn giờ nó văn minh thấy ghê, nói địa chỉ với cái là tới nhà ha. Rồi cái bắt đầu cái tự nhiên cái em ấy móc cái em ấy nói là 34 đường Võ Thương Tính. Cái bắt đầu em ấy cái chạy một khúc, tài xế kiếm hoài đâu có gặp. Em ấy móc cái chứng minh ra là tên của em nè là Võ Thương Tính. Cái anh tài xế nó mới kêu bằng bất ngờ, nó nói trời ơi vì tên đường mà tên của ông ở trong đây nữa ông cố. Cái em nói trời ơi đâu phải, tại tên của em quên đi, em quên cái tên đường. Khi em nói đại lúc đó em run em rối hết rồi. À, rối là nó tên đường hả? Em là Tính. Dạ, em quê quán ở Bến Tre. Bến Tre. Dạ. Nghề gì Tính? Dạ, em nghề chạy xe qua lâm á, mà để chở đồ đồ ai kêu gì là mình chở đó vậy anh, như làm dâu trăm họ vậy đó. Xe gì? Xe qua lâm. Xe gì? Xe tải vậy đó. À. Rồi với cái giờ rảnh ra của em á thì em phụ mẹ em mua bán trái cây ở đầu chợ á, mình mua bán mà anh. Em xách cái giỏ của mẹ em á hả? Không phải, như là muốn tặng một cái món quà như là một cái hộp cho nó đẹp. À. Mà cái tự nhiên anh biết sao em mới nhìn em thấy cái này là trái tim nhiều quá, cũng như là với cái giỏ sách này nè là cho bạn nữ, cái như cái hộp là bạn để ở nhà hoài à, còn cái giỏ sách này bạn sách đi bạn nhớ em hoài. À trời ơi, cái trái tim mà nói quá trời vậy, cái tình em dành cho bạn là biết bao nhiêu trái tim như vậy. À trời ơi, đáng lẽ cái hộp nhưng mua cái giỏ có trái tim để cho bạn sách nhớ mình. Dạ rồi. Rồi. Trời ơi trời, sao cái gì vậy đi coi coi. Đôi dép này á, lúc mà anh Trường Giang á, ảnh có về dưới huyện á, ảnh diễn hài á. Cái bắt đầu em mới thấy ảnh mang đôi dép màu trắng á, ảnh đóng vai á. Cái em mới thấy vậy em bắt chước, em mang đôi dép này em khoái. Ảnh là không được khó. Em 10 gì? 10 dễ. 10 dễ. Ấn tượng rồi đó nghe. Nay đi đâu đây? Dạ đi hỏi vợ. Bây giờ nè, điểm mạnh điểm yếu nói cho cô gái bên này nghe chứ nãy giờ cô đứng hình rồi đó. Em á, thì cái điểm mạnh của em á, thì là em biết nấu ăn, rồi biết đi du lịch đồ này nọ. Còn điểm biết hát đồ. Còn như điểm yếu của em là cũng như là nói nhiều đó anh. Nãy giờ em nghe anh nói vậy, em cảm nhận đầu tiên của em về chàng trai bên kia cái hàng rào như thế nào? Bên kia thì em thấy ảnh hơi nói nhiều. À. Mà em thì lại không thích người nói nhiều nhiều lắm. Chết rồi, mất điểm rồi. Không, em cái người nói nhiều mà vui, bực bội khác. Còn cái anh bên nói nhiều mà dễ thương, vui. Để tôi chiếm lại diễn đàn cho nhà gái nè. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của điểm yếu của em là vui vẻ, hòa đồng, là người phụ nữ của gia đình. Cái điểm yếu của em là hơi nóng tính. Nhưng mà một thời gian trước thôi, nhưng mà thời gian này sau này em đã biết kiềm chế được của bản thân của em rồi. Vậy là quá tốt rồi ha. Dạ. Tình trường mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ, tình trường của em thì trải qua một mối tình. Sau khi mà em chia tay một mối tình đó thì cũng có quen một vài mối tình khác nhưng cảm thấy không thích hợp. Lý do tại sao chia tay, mình qua bao nhiêu mối tình đó mình rút ra kinh nghiệm gì cho bản thân mình không? À, tại em thấy lý do là tại vì thời buổi bây giờ mấy ảnh quen, nói chung ra là cũng chưa có sự hiểu nhau nhiều hơn, nhưng mà ảnh đòi hỏi quá nhiều nên thành thử ra em đòi hỏi gì em đòi hỏi sao? Như ví dụ như đòi hỏi về vấn đề sống trước hôn nhân ạ. Thành thử ra cái vấn đề đó em Mình em không đồng ý. Em không đồng ý, thành thử ra em không quen nữa. Bạn trai bên đó sao? Anh không có em ơi. Anh mà miễn mà em tốt với anh tốt lại với em mà, chứ anh không có đòi sống thử. Chừng nào mà có đám cưới đồ đàng hoàng thì mà mới mang đến hạnh phúc cho em, chứ vậy thì tội nghiệp con người ta. Thấy không? Bên kia đó nói nhiều nhưng mà nói hay nha. Mà thí dụ được, thí dụ như cô kia cô đề nghị, thí dụ có cô gái nào đó cô đề nghị em sống thử thì em tính sao? Để tìm hiểu nhau, biết đâu em giới tính em không rõ ràng. Ý anh nói có trống hay không, có trống vậy phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Thử của em có trống hay không, tao muốn thử rồi em tính sao? Em thì bao cái vụ đó, đụng giường thì đẻ, đụng giường thì đẻ. Sao em biết em bao đụng giường là đẻ? Không, tại vì cái lúc mà em đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài chị, rồi bác sĩ có vô mới khám em này nọ đồ á, về mà bên kêu bằng tổng quát á, thì bác sĩ nói là chú ok hết. Ok gì? Ok là tức nghĩa là đồng ý đó. Là sức khỏe tốt đó phải không? Dạ là sức khỏe tốt. Khỏe tốt liên quan tới chuyện đẻ gì đây? Không thì người ta nói là về mà cái như là cái cũng như cái tiếng mà văn hóa người ta gọi là tinh tùng. Rồi là cái đó của em mạnh thì em tôi khoái chú rồi nha. Mấy mối tình rồi? Dạ, mấy mối tình rồi? Tình trường của em á, thì cũng có 2 mối tình. Nhưng mà cái mối tình mà để em kể, mối tình chính thức á, là 2 đứa hồi đó đi xuất khẩu lao động ở Malai á. Người đó về trước cái sa mặt cách lòng, ở về bển gặp người kia đẹp trai hơn, nhà giàu nữa, rồi vớt luôn. Ủa là ở Mã Lai 2 năm ở chung mà cũng không có sống thử luôn hả? Dạ cuối tuần thì đến á, nấu nướng, em nấu đồ ăn cho hồi đó ăn này nọ. Xong rồi cái bắt đầu á, chiều rồi tới giờ đi về vậy chị. Chứ ở cái công ty đó thì người ta không có cho phụ nữ ở lại, khó khăn lắm, camera nó đặt tỉa trên. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn một người bạn trai cao trên 1m65 tới. Được, bên kia chuẩn. Dạ không có hút thuốc. Có hút thuốc không? Dạ không hút thuốc mà có nhậu nha. Nhậu ít thôi, chứ không có nhậu nhiều. Không em? Dạ nếu mà nhậu ít thì được, nhưng mà còn nhậu nhiều là em không vừa ý. Dạ anh có cờ bạc gì không anh? Không, cờ bạc anh không có biết. Anh có gia trưởng không vậy anh? Điều đó là không có. Anh có ước mơ về cho tương lai không anh? Anh thì gán kiếm thật nhiều tiền, rồi tới cái ngày đám cưới á, thì gán mà được kết hôn với em á, anh gán làm 2 cái hộ chiếu, 2 đứa đi nước ngoài hưởng từng tăng mặt. 7 ngày về. Em đó muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Dạ người bạn gái thì biết về phụ lo cho cha mẹ em thì được, rồi em lo lại cho được hạnh phúc, rồi sống, rồi không có cần mà giàu hay nghèo hay hoặc cái gì đó, cũng như là biết là buôn bán là được. Anh ruộng đất bề bề không bằng cái nghề trong tay mà anh. Em là nghề buôn bán, vậy 2 vợ chồng thì sống vậy là hạnh phúc rồi anh. Ngày bán trái cây vòng vòng kiếm khoảng được nhiêu em? Thì cũng khổ lắm anh ơi, ngày em với bà mẹ em kiếm khoảng chừng 500 à. Cũng được. Còn cái tiền chạy xe lôi là riêng nữa. Riêng nữa đúng không? Dạ. Vậy chắc ngày xe lôi cũng được mấy trăm đúng không? Dạ chạy xe lôi thì nếu mà 5 cây số em tính 100.000 cuốc, vậy dục lên xe em là 50. Ngày chạy được bao nhiêu cuốc? Thì ngày em mối đồ này nọ em chạy đều đều, thì bữa thì không có bạc nào cũng có, bữa thì cả triệu cũng có. Nói chung là ổn định đó, anh thấy ổn định. Tức là bây giờ lấy em là phải về quê làm dâu đúng không? Ở cái xứ của bạn gái em mà được mà muôn bán đồ này nọ, em chấp nhận em ở cùng bạn gái em ở luôn. Để được luôn đúng không? Dạ được. Còn nếu mà em thấy mà đất lành thì chim đậu á anh ơi. Đất còn không lành thì bắt chim nhậu luôn. Được. Nói chung anh này được, sống đâu cũng được hết trơn á. Nhưng mà thấy ổn định đó em gái. Dạ. Bây giờ bạn gái muốn khi nào thì mình tiến tới hôn nhân được? Hiểu với nhau được rồi chị, thời gian không có giới hạn. Bên này muốn khi nào lấy vợ? Mẹ hối lấy vợ chưa? Mẹ cũng kêu thôi giờ á, con thì lớn tuổi rồi, thôi cố gắng lập gia đình để kiếm cuộc sống sau này đi. Chứ không có vợ thì thấy người ta có vợ, người ta ẵm cháo đồ bồng á, mẹ thấy mẹ cũng tủi thân lắm. Vì hỏi thiệt nè, để dành được nhiêu tiền lấy vợ rồi? Thì em làm từ đó giờ em chạy xe thì xí tỷ như em chạy được 500, em về em đưa mẹ em 300, em lấy 200 em bỏ túi để đi chơi với bè bạn. Rồi bắt đầu thì còn cái số tiền đó mẹ bà giữ đó, nào mà lấy vợ thì nói mẹ đưa. Bây giờ lấy vợ là mẹ sẵn sàng, mẹ đứng ra là kiếm con dâu cho em liền đúng không? Chị sẽ thuyết phục bên nhà gái chứ chị là chị chịu em rồi đó. Dạ em cũng chịu chị chấm luôn rồi đó. Rồi hôm nay em gái mình có đi với người thân của mình không? Mình hỏi thêm ý kiến người thân nè. Dạ em có đi với người thân của em, mẹ em từ ở Cà Mau lên đây ạ. Có cậu mợ em ở quận 12 ạ. Dạ gặp bác gái đi. Chào MC Quyền Linh, chào MC Cát Tường, Dạ, quý khán giả trong trường quay, tôi là mẹ của Nhi. Thì theo như mẹ nhìn thấy thì cũng được đó. Hai đứa là con tìm hiểu đi, nếu được thì con cứ bấm nút. Dạ. Vậy thôi. Bên đàn trai em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ em, với dì em, với em gái em. Rồi, dạ, cho gặp mẹ. Dạ, chào cô Cát Tường và chú Quyền Linh. Dạ, khán giả khán phòng hôm nay, tôi là mẹ của mẹ của Thương Tính. Dạ. Thấy hôm nay là thấy cháu gái đây cũng được. Trước hết là cũng có nghề nghiệp ổn định. Tôi đồng ý, do con tôi giờ nó chịu đâu thì tôi chịu đó. Dạ. Dạ. Thôi bây giờ bữa nay nhân tiện là có hai bác, hai nhà ha, hai gia đình mình coi như ra mình làm quen, mình bắt tay nhau, mình chào nhau một cái. Mời hai cô. Rồi. Đó. Dạ, cảm ơn hai cô. Biết đâu được. Rồi bây giờ mình sẽ mở rào, mở cửa trái tim cho hai đứa nha. Vỏ túi. Con tặng em. Trời ơi, món quà. Coi như là chén đũa muỗng đầy đủ. Dạ, lượt kiến đồ đủ hết trơn chị. Lượt kiến luôn. Dạ, cái này là lượt luôn. Kiến, có cái này nữa là đặc sản của Bến Tre. Ăn vô là nhớ anh hoài luôn, kẹo dừa. Kẹo dừa nữa. Trời, đau quá ha. Rồi. Rồi, hôm nay em có một món quà muốn gửi đến anh ạ. Đây là bức tranh em có đoán được là cái gì không ạ? Chiếc thuyền. Ở đây là cột mốc của Cà Mau, có tọa độ của Cà Mau. Còn ở đây là chiếc thuyền tượng trưng cho mũi Cà Mau. Em thì do công việc của em làm là từ 9 giờ sáng mà tới 9 giờ tối em mới có rảnh. Thì em thì thức làm ban đêm của bức tranh này. Thì mong là anh, một khi anh nhìn tới bức tranh này sẽ nhớ đến em là ở Cà Mau. Tranh gạo đó, người ta làm tranh bằng gạo thấy không? Dạ. Còn riêng phần quà thứ hai thì em xin gửi đến chị Cát Tường ạ. Anh Quyền Linh, đây là đặc sản tôm khô nhà em tự làm ạ. Đó là mẹ em làm. Khi nào mà anh chị ăn phải cảm thấy ngon thì nhớ đến em ạ. Rồi, cảm ơn em. Anh thấy em như thế nào? Thấy em thì cũng được. Còn em thấy anh sao? Thì em thấy anh cũng được. Nhưng mà có cái là hạn chế nói nhiều quá. Em không có thích nói nhiều. Thì anh nói vậy sẽ tỉ như cái lúc ban đầu á, thì suy nghĩ như về từ từ anh sửa mà. Thì em ước muốn là hai đứa tự lập ở Sài Gòn, chứ em không có muốn mà về quê. Ý anh sao? Thì ý anh vậy cũng được. Anh thấy rõ ràng cái tiềm năng của anh chàng này đó. Em nhà cứ làm em xách đi bán được không? Được. Tiền về giao cho vợ. Dạ được. Cho nhiêu lấy nhiêu, không có đòi hỏi được không? Dạ không. Cũng còn tỉnh lắm. Trước lúc lên đây đi cũng có uống thuốc rồi nên hơi tỉnh chút. Chơi nói chơi chứ không có. Tỉnh lắm ha, vui. Anh ở Bến Tre vậy rồi hẹn hò sao anh? Thì xích tỷ như giờ á, em cứ điện là anh lên à. Thí dụ như em lỡ như em cần 10 giờ đêm, 11 giờ đêm thì anh có thể xuất hiện không? Không, ý anh nói là em nói hẹn hò trong cái lúc ban ngày á, thì hoặc cái em cho cái giờ giấc á, ổn định á, thì anh sẽ lên liền, anh lên liền. Chứ em nói mà kêu như máy bay sao anh bay được? Nếu mà yêu thương đủ thì anh nghĩ rằng là anh ấy sẽ có mặt bất cứ lúc nào, đúng không? Dạ. Ảnh nói nhiều thì có cái vui thiệt, nhưng mà em thì em cần cái người thực hiện nhiều hay là cái giờ lời nói anh. Tại vì lúc trước em cũng có quen một người đó rồi, nhưng mình nói thì nói nhiều lắm luôn, nhưng mà thực hiện thì không được. Em đã thất bại một lần rồi thì em muốn là ảnh đừng nói nhiều với em quá, mà hãy thực hiện đi. Trai hãy nói một điều gì đó để mà bạn gái cảm thấy tự tin vào những cái gì mình nói từ nãy giờ. Tại vì bây giờ á, anh gặp á, em nói cái lời em nói nãy giờ anh cũng đã hiểu rồi. Anh gặp được em á, đây chỉ có mấy tiếng hồ thôi, nên á, đâu có thể nào mà thể hiện mà những cái lúc mà anh thể hiện cho em thấy được. Thì em chỉ thấy mới có 5 thôi. Chừng nào mà em gặp được anh làm á, em mới thấy được 10. Nếu mà em cảm thấy hợp với anh, đến với anh được, anh xin em hãy nhấn nút. Còn như mà nếu mà em thấy mà không được á, thì anh cũng không có ép em đâu. Rồi, hết thời gian. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Quyền quyết định là của hai bạn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. nắm tay nhau để hai bóng nút. Anh biết rằng trong cô gái vẫn còn một cái điều trăn trở với suy nghĩ, dạ. Đúng không em? Dạ đúng anh. Nhưng cuối cùng tại sao em lại quyết định bấm nút? Tại vì qua cách nói chuyện của ảnh em thấy ảnh có cái sự chân thành. Em thì em cần một người là biết làm ăn, chia sẻ với em công việc. Em không cần hạ lãi quá giàu. Anh nói được những đề chuyện này thì em mong rằng thời gian tụi em, trong thời gian tụi em tìm hiểu với nhau thì ảnh sẽ thực hiện được những lời của ảnh nói với em trên này. Cố gắng nha em trai. Dạ. Đừng để mọi người thất vọng nhé. Dạ không có đâu chị. Nếu mà em sau này mà được thì em sẽ nhớ tới anh với chị hoài luôn. Rồi, hai bạn hãy hôn nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay. Xin phép đã xin phép bác con được hôn bạn gái con. Tự nhiên đi con, thấy chưa? Đây gửi tặng hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Tặng bạn một bộ sản phẩm cốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng ZN sản xuất và phân phối. Nếu như các bạn tiến tới hôn nhân thì chiếc TV Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino. Tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc sẽ nằm trong ngôi nhà của hai bạn. Tặng cho hai bạn, mỗi bạn là một chiếc voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio ở tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Và nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được nhận một máy lọc nước Yakio trị giá 8.690.000 đồng. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Đây là một cặp gối của nệm cao su Đồng Phú và một phiếu mua hàng giảm 25% của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, nệm Đồng Phú. Các bạn có thể mua sản phẩm trên toàn quốc. Rồi, quà của hai bạn, cố gắng tìm hiểu nhau thật kỹ và cố nhanh chóng báo tin vui chúng tôi. Dạ, cố gắng nha. Ơn chị. Chúc mừng hai bạn. Đây. Nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Mời các bạn. Rồi, bây giờ hai bạn hãy giới thiệu về mình đi, mời em gái. Dạ em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và bạn trai bên kia. Em tên là Huỳnh Thị Hồng Vi, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang là nhân viên chăm sóc khách hàng trong một công ty về du lịch ạ. Quê mình ở đâu Vi? Em hiện tại thì em đang ở Long An nhưng mà đang làm việc thì tại ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ạ. À rồi, mời bạn trai. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Ngô Bình Phương, năm nay 26 tuổi. Hiện tại em đang là quản lý xí nghiệp may nhỏ ở quận Hóc Môn. Em sinh sống và lớn lên ở quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp nhỏ đó là của em hay là? Dạ của em luôn. Của em luôn hả? Wow. Em mới hay làm được có 2 tháng hả? 2 tháng. Dạ. Cũng tốt rồi, cũng có một cái hướng làm ông chủ rồi ha. Dạ. Vất vả lắm anh. Khởi nghiệp mà bao giờ vất vả lắm em. Ưu điểm khuyết điểm đó em là gì? Em là một người vui vẻ, chịu khó chịu cực chị. Còn khuyết điểm của em thì em hơi nóng tính, với lại là em không có được khéo tay cho lắm. Theo thùa mai vá thì em không có khéo, nhưng mà không khéo có nghĩa là không làm như được, nhưng mà nó không được đẹp như người ta thôi. Không sao, miễn biết làm là được rồi. Chịu khó có tâm là từ từ được hết à. Dạ. Rồi bạn trai. Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em biết làm việc nhà, em giải quyết công việc rất là nhanh và em học cũng rất là nhanh. Còn khuyết điểm của em là tính em nhiều lúc trong công việc, cái lúc mà bị stress á, em hay bị nóng tính, với lại em không có tính kiên nhẫn. Nóng tính. Dạ. Bạn bên kia cũng nóng tính, bên này nóng tính nữa. Em chỉ lúc nãy bị stress thôi. Bị stress mới nóng tính thôi hả? Dạ. Chứ nghĩ chắc em không nóng dữ lắm đâu. Rồi, cho chị Tường hỏi tình trường của em thì sao? Dạ hiện tại thì em trải qua 2 mối tình ạ. Mối tình thứ nhất là thời còn học sinh. Mối tình thứ hai thì em quen được 3 năm rưỡi. Chia tay cũng đã được 3 năm rồi chị. Bạn nam rất là lăng nhăng, nhiều lần tha thứ nhưng mà không có sự khắc phục được đó chị. Bạn trai thì tình trường em sao? Em mấy mối tình rồi? Nếu mà trừ cái thời sinh viên trẻ trâu ra thì em có một mối tình hả? Em được 4 năm. 4 năm? Dạ. Về sau quen thời gian dài thì bạn nữ hỏi cưới. Tại phụ nữ thì người ta có một tuổi thanh xuân nhất định thôi. Thì mình không phải kéo dài cái khoảng thời gian thanh xuân của họ ra được. Thì sau thời gian thì quyết định chia tay. Sao em không cưới? Tại lúc đó em còn mới ra trường, chưa có lo cho thân em xong mà đâu em cưới ai đâu chị. Rồi vậy cái chia tay luôn? Dạ. Là khóc quá trời. Lâu chưa? Dạ cũng được 3 năm hơn rồi anh. 3 năm rồi. Từ 3 năm bây giờ có để ý tới ai không? Em để ý nhiều lắm mà không ai ưng em hết. Bây giờ muốn tìm một người như thế nào để hợp lý với em nè? Dạ em thì cũng dễ lắm, miễn là con gái là được rồi. Em thích người con gái lúc mà ở ngoài xã hội thì hiện đại, lúc mà về nhà thì truyền thống, nó đang vui vẻ hoạt bát là được rồi. Với ngoại hình? Dạ xinh là được chị. Xinh là được rồi. Dạ. Ơi ít có tiêu chuẩn ghê ha. Ví dụ không xinh thì sao ạ? Không xinh tự tự nó xinh. Em thì sao, em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Phải men nha chị, thích thể thao một chút, có một bờ vai rộng. Lý do em thích bờ vai rộng là tại vì khi mà mình gặp áp lực hoặc là khó khăn trong cuộc sống thì mình về mình còn có một vòng tay luôn luôn ôm mình vào lòng để che chở cho mình. Cái điều gì em ghét ở những người bạn trai? Nói nhiều với lại có mùi cơ thể đó chị. Nãy giờ em thấy bên này có nói nhiều không? Dạ không. Còn cái vụ có mùi chị không biết. Chào em, có mùi gì không? Dạ có mùi thơm. Mặt đẹp trai, sáng sủa, rất là dễ thương. Cái điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? Chị Sư có một việc nói một hai lần là biết rồi, cứ đi nói đi nói lại hoài, nghe mệt lắm. Bây giờ nếu như được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Tại em mới hành lập với công ty nhỏ thì em tính từ 1 năm đến 1 năm rưỡi á, thì mọi thứ ổn định là sẽ tiến tới hôn nhân. Ba mẹ có hối hôn lắm. Ba em bị cản. Ủa vậy hả? Dạ. Tại sao cản? Tại má em thích có cháu bồng rồi, còn ba em bị sợ lên trước ông nội. Rồi, mình có làm dâu không em? Dạ em thì làm dâu cũng được, mà không làm thì chừng khi nào hai đứa vững vàng thể ra ngoài ở riêng. Mà ở nhà dâu nhà em sướng lắm, đâu có gì đâu, mẹ em cưng gái lắm. Có con là ba mẹ phụ coi chừng giùm nữa ha, để hai vợ chồng sướng luôn ha. Má em cưng gái, cứ dụ ba kêu có đứa rơi rớt nào con gái mang về má nuôi. Trời ơi, má nó chơi thôi đó cưng. Được. Chị chấm rồi đó, ăn thua hai đứa rồi đó. Cái này rất là quan trọng. Em nói tới khoảng 5 rưỡi nữa lấy, 5 rưỡi nữa công ty có thể nó chưa có phát triển mạnh. Em nói chưa có sự nghiệp, em lại bắt người ta chờ nữa. Lại qua cái tuổi thanh xuân người phụ nữ nữa thì sao? Em thì công ty á, thì em chỉ làm 6 tháng là phát triển. Còn nếu mà không 6 tháng đi làm công luôn. Ủa sao kỳ vậy? Tại vì đâu có tiền đâu nuôi hoài anh. Bây giờ là mấy tháng rồi? Em là được 2 tháng rồi, còn 4 tháng nữa. Tốt chưa? Dạ nó có đầu ổn ổn vô chút rồi. Ổn là tốt rồi đó. Em chào anh. Chào em gái. Dạ. Cái này chắc nhanh quá. Em gái dễ thương, xinh, rất là xinh ha. Dạ em cảm ơn ạ. Bên đây là một chàng trai anh nghĩ rằng rất là chững chạc. Chỉ mới 20 mấy tuổi mà đang cố gắng nỗ lực để hoàn thành cái sự nghiệp của mình. Dạ. Và cậu ấy rất là thông minh đấy. Dạ. Nếu như một cái người mà 20 mấy tuổi này anh nghĩ còn đang ham chơi và còn lo rất là nhiều thứ, nhưng chàng trai này lo sự nghiệp thôi. Em không thích cái tật xấu gì của người đàn ông? Em không thích đàn ông nói nhiều. Em thích là nói một lần thôi, không có nói lại lần nữa. Em thấy anh lúc nãy nói cái không thích phụ nữ như vậy thì em thấy có một cái sự trùng hợp. Nhưng anh nghĩ không nghĩ tại sao lại nóng tính như nhờ? Chắc là nhiều khi do công việc áp lực hoặc là do cái tính sẵn như vậy. Nhưng mà cũng không hẳn là nóng quá. Được lắm đó. Đàn trai rất chịu đàn gái nha. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với ba mẹ, bạn thân và lại các chị trong đồng công ty. Cho gặp ba mẹ của em. Chào cô chú. Dạ chào chú, chào cô. Dạ chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Dạ chào toàn thể quý vị trong trường quay. Chào cháu trai, tôi là ba của Hồng Vi. Nhận xét cháu trai hôm đây thì ăn nói thì nghe nói dịu dàng, rất nhẹ nhàng. Tánh tôi cũng vậy, hồi đó cũng đầm thấm lắm chứ không có mà nó lớn tiếng như thế nào thì không có. Thấy cháu trai thì khá trai, cao ráo, rất lịch sự. Dạ. Xin cái hết. Dạ. Rồi xin thêm ý kiến của mẹ đi. Mẹ có ý kiến gì không? Dạ vậy em mời chị đồng nghiệp của em. Rồi chị đồng nghiệp của em. Xin chào mọi người trong trường quay. Mình tên là Hồng, em chào anh Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường. Chị thấy bạn trai bên đây cũng đẹp trai. Bạn cũng có công việc ổn định, cũng có suy nghĩ cho tương lai rồi. Thì chị hy vọng là sau chương trình này em và bạn trai có thể tiến xa hơn. Chị thấy em và bạn trai này phù hợp. Em cảm ơn. Rồi cảm ơn em. Em trai đi với ai? Em đi với mama chứ em trai. Chào cô, cho gặp cô. Rồi chào cô. Xin chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường. Dạ. Chào cháu gái và gia đình nhà cháu gái và toàn thể quý vị khán giả đang ở trường quay. Tôi là mẹ của Ngô Bình Phương. Thì nói về nhận xét ấy, thì thấy cháu gái này thì cũng rất giống với tính tôi. Cũng rất là vui vẻ. Bình Phương ấy thì ra trường cũng mấy năm rồi, cũng đã từng đi làm. Và cũng làm để đi làm là làm quản lý chứ không phải đi làm công nhân. Nhưng mà sau này vì cũng muốn có một cái công ty để mà tự lập, cho nên là Bình Phương mới mở công ty may thì mới làm được 2 tháng thôi. Ở cuộc sống hôn nhân thì dựa vào tình yêu từ còn trẻ, chứ không như tuổi già là dựa vào lý trí. Cho nên là tình yêu hồi xưa là Phương làm sao mà chia tay bạn thì cô nghĩ chắc là tình yêu chưa đủ lớn. Cô hy vọng rằng sau này hai cháu mà đến tới với nhau phải xuất phát từ tình yêu, và tình yêu thật lớn. Khi mà có tình yêu rồi thì sẽ bỏ qua tất cả những cái thứ, không bao giờ chia tay. Dạ, cảm ơn tất cả. Bây giờ vậy này cô, coi như mình thông gia tương lai đi. Bên đàn trai đứng lên nói vài câu với đàn gái đi. Lâu lâu mình mới gặp mặt nhau rồi, đúng không? Mình đến làm quen bắt tay với đâu sau này đàn trai với đàn gái. Đàn trai nói trước đi ha. Thì không biết chị quê ở đâu? Tôi thì quê và nguyên quán thì Thái Bình, nhưng mà vô trong miền Nam từ năm 75. Thì nhà sống ở quận Tân Phú. Tôi là bác sĩ nhưng mà đã về hưu. Còn em thì ở Long An mà ở huyện Cần Đước. Hy vọng rằng là không biết là hai cháu có tiến tới, nhưng mà mình cũng trở thành những người bạn thân thiết sau này. Dạ, thì em cũng mong muốn cho hai cháu nó được tròn duyên để rồi mình gần gũi hơn. Dạ, cảm ơn gia đình anh. Dạ, rất đẹp. Rồi, cảm ơn hội nhà trai, hội nhà gái. Hồi hộp quá. Hồi hộp. Mở hàng rào. Mở cửa trái tim. Đấy, không gian này luôn các bạn đấy. Nó là tặng em. Dạ, anh thấy em như thế nào? Hồi hộp lắm, lúc mà kéo rèm không dám coi luôn á. Anh không ngờ xinh như vậy. Dạ, lúc nãy em có nghe nói là mình vừa mới thành lập công ty cũng được khoảng 2 tháng rồi. Thì em nghĩ là mới thành lập thì mình cũng có rất là nhiều công việc khá là bận. Thì không biết là trong khoảng thời gian này á, nếu như mà mình cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu á, thì anh có thời gian dành cho em hay không? Nói chung là cũng tùy ngày thôi. Kiểu thứ 7 chủ nhật thì em ở nhà, còn buổi tối thì anh rảnh. Nếu mà em có thời gian vào buổi tối thì mình gặp ngày nào cũng được hết. Tại vì em ở Long An nhưng mà em đi làm ở quận Bình Thạnh, cho nên là mỗi ngày em đi làm về nó cũng cái một quãng đường nó cũng khá là xa. Cho nên là cuối tuần em cũng được nghỉ, thì nếu được thì cuối tuần mình sẽ gặp nhau một lần, hoặc là trong giữa tuần nếu một ngày nào đặc biệt thì mình cũng có thể gặp được. Mà sao anh hỏi là sao em đi làm xa quá vậy? Tại vì ở nhà em là khá là thương người á anh. Em muốn đi về để trò chuyện cùng với ba mẹ, chứ ở nhà ba mẹ một mình buồn lắm. Anh cũng có lần xuống Long An mà anh đi hoài cũng không thấy đường sao rồi gọi. Hàng ngày là em đi về Long An, Sài Gòn á hả? Dạ đúng rồi chị. Em tự chạy không ra đi làm mỗi ngày. Dạ đúng rồi chị, cho nên là em có sự kiên nhẫn, ai cũng sợ em về cái vấn đề đó. Anh cũng còn sợ đúng không? Quá giỏi. Sau này nếu mà có cơ hội em đi làm còn anh đưa về. Nếu anh chịu khó chịu cực giống như em. Không có, để anh ráng thuê phòng trọ công an đưa về ở đó luôn. Anh cho em hỏi là không biết là quan điểm tình yêu của mình thì như thế nào anh ha? Quan điểm anh thì anh thấy tình yêu mình quen nhau thì mình phải tôn trọng những cái thứ riêng tư của nhau, chứ không phải là mọi thứ đều là chung hết, đúng không? Thì em có cuộc sống riêng của em, anh có cuộc sống riêng của anh, thì mình quen nhau mình phải tôn trọng điều đó. Anh không giấu giếm gì hết, nhưng mà nhiều khi có bạn bè, em có bạn bè của em, anh phải quản lý em và quản lý luôn bạn bè của em, vậy là sai đúng không? Đúng rồi. Anh giống cái suy nghĩ của em. Anh nghĩ là mình quen nhau thì tình yêu như một nắm cát á, càng nắm thì nó càng tuột ra khỏi tay thôi. Thì anh nghĩ như vậy, thì mình cứ cho nhau được cái khoảng không của họ, thì mình không giữ họ cũng sẽ ở bên mình. Anh có thích đi du lịch không? Anh thì hồi trước rất là thích đi, mà riết rồi anh không biết đi với ai nên anh ở nhà không rồi. Thế bây giờ nếu như mà có cho cơ hội bấm nút thì anh có cùng đeo đi du lịch không? Em rủ là anh đi mà để anh sắp xếp công việc đã, tại giờ anh hết lúc mà mới đầu anh hơi lơ bù chút. Em hiểu. Sau này lấy nhau thì kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Em nghĩ là kinh tế thì vợ giữ là tốt, nhưng mà mình có phải để một phần cho mình, nhiều khi vợ giận vợ không có tiền nữa lấy gì ăn. Quỷ đen đúng không ạ? Rồi bây giờ hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau và nói một điều gì đó thật chân thành. Ngay giây phút này mình cảm nhận như thế nào về đối phương? Anh lấy tự tin đó mà không biết nói gì hết. Anh nghĩ mình gặp nhau trên đây là một cái duyên. Tại vì anh đăng ký bạn hẹn hò này được 2 năm rồi. Đăng ký 2 năm rồi hả? Em thì 1 năm rưỡi. Wow. Đã gặp nhau rồi thì nên cho nhau cơ hội để mình thể tìm hiểu nhau kỹ hơn. Dạ. Nếu như ở giây phút hiện tại này anh có cảm nhận gì em, thì mình hãy cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu. Cảm ơn em. Đây là cặp đôi mà chúng tôi không cần nói gì cả, thưa quý vị. Hình như họ gặp nhau từ bao giờ ấy. Cặp đôi này rất là dễ thương nha. Hãy đặt tay vào nút bấm đi. Nào, hãy để tay vào đi các bạn. 3 2. Một. Hết thời gian. Được chưa vậy? Ủa, hết thời gian. Hả? Em bấm luôn lúc ngoài chạy. Ông nhấn nguyên cái ghế vậy đó. Trời ơi, nếu quý vị theo dõi cái tay sau đây quý vị sẽ thấy bấm liên tục mà nó không có cháy đèn. Người ta nhấn có một nút thôi, nhấn nguyên bàn tay à. Không, đó cũng là một trong những thử thách chúng ta phải cần vượt qua. Trong tình yêu bao giờ cũng vậy, nó cũng sẽ gặp trên cái đường đi, nó sẽ gặp một đôi lần trục trặc như vậy. Nào chàng trai, đẹp trai, cô gái, rất là xinh gái, chúng ta nắm tay nhau đi. Và xin phép hai bên gia đình bắt đầu từ giây phút này chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau và tìm hiểu nhau. Con xin phép hai bác cho con được có cơ hội để làm quen với bé Vi. Cảm ơn hai bác. Vụ kia nữa. Các bác cho con được tỏ tình cảm của mình với Vi một chút. Nhìn cái nụ cười và ánh mắt rạng ngời đó, tôi tin chắc rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với hai em nhé. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn có thể đến đây để có không gian lãng mạn hơn, để tìm hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Quà tặng dành cho hai bạn. Còn quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Quà tặng dành cho hai bạn là một gốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng ZN sản xuất và phân phối. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì hai bạn sẽ sở hữu một chiếc Smart TV 40 inch trị giá là 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc. Và đây là tặng cho hai bạn, mỗi bạn là một chiếc voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio ở tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Và nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được nhận một máy lọc nước Yakio trị giá 8.690.000 đồng. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Đây là một cặp gối của nệm cao su Đồng Phú, một cái phiếu giảm giá 25% của tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam nệm Đồng Phú khi các bạn mua tất cả sản phẩm trên toàn quốc. Chúc các bạn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúc mừng hai bạn. Hy vọng rằng họ sẽ sớm báo tin vui cho chúng tôi. Một lần nữa tôi xin thông báo là tôi có upline bằng với hẹn hò tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào mỗi tuần nha quý vị, thứ Bảy và Chủ Nhật. Nếu như ai chưa tìm được nửa yêu thương của mình thì hãy vào fanpage hoặc là địa chỉ đang chạy trên màn hình để chúng ta có thể gặp mặt trong một buổi upline của Bạn Muốn Hẹn Hò. Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần trên tần số FM 99,9 MHz. Thưa quý vị và khán giả đang theo dõi chương trình cũng có cơ hội nhận được một chiếc TV Smart TV Akino 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng. Nếu như các bạn lập tức truy cập vào trang fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò để xem thông tin và nhận quà từ chúng tôi nhé. Hãy nhanh tay lên truy cập vào fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò ngay sau khi chương trình kết thúc. Và bây giờ thì sẽ đến phần quà của quý vị khán giả đang ngồi tại phim trường của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Ta sẽ có cơ hội nhận được một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng. Nếu như các bạn có chiếc phiếu may mắn có con số trùng khớp với số chúng tôi sẽ bóc một cái thăm ngay trên sân khấu. Số mấy đây thưa quý vị? 09. Dạ 09 đúng luôn. Và đây chú là khán giả may mắn nhất ngày hôm nay sẽ nhận được một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng. Chúc mừng chú. Kính thưa quý vị hãy theo dõi chương trình vào lúc 15h20 Chủ Nhật và 22h45 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Nếu chúng ta bỏ lỡ tập nào thì hãy xem lại trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV và đừng quên nhấn subscribe. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng Max Hair viên uống mọc tóc, ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ cho chương trình.